thì cũng đã bị ảnh hưởng nào đó, nó vẫn đang nằm trong những lượt cấm phía của phía X bởi cái độ đa dụng của quân bài này mang lại. Bên phía Nông Sim tiếp tục cấm vào Rumble, mặc dù họ là bên phía đội 1 ở trong ván thiếu này, như vậy khả năng cao nó là một cái lượt cấm thẳng vào bể tướng của Clear mà thôi. Cứ ở Rumble ở thời hiện tại không phải là một con bài gì đó nó quá là khỏe để có thể đối đầu ở một đường trên nữa rồi. Để xem lượt cấm cùng bên phía của phía X sẽ là gì đây. Vẫn còn đó là Corki, vẫn còn đó là Kalista hay là Ashe gì đó, nhưng họ lại quyết định cấm vào Poppy à? Thì Corki thì sẽ... Ui Ashe đúng rồi, hồi nãy Ashe còn bị cấm. Bây giờ Ashe còn bị cấm, ván thi đấu trước thì chúng ta thấy ràng rồi đấy. Và hãy nhìn cái tỷ lệ kìa, ban 64.4% và win 59.1%. Điều này giúp cho người chơi xạ thủ nào cũng sẽ rất thích vị tướng này dựa trên khả năng gây sát thương duy trì của nó. Còn trong đó bên phía của PS quyết định đánh phủ đầu luôn. Hình như đây là vị tướng sở trường của Clear rồi. Khi mà nhìn qua nhìn lại đã không còn cá sấu nữa, một trong những vị tướng có khả năng chống được vị tướng chống chịu phương đường trên trong dài đường đã không còn nữa, thì họ vẫn có sự lựa chọn thứ hai, một Na. Nó khiến cho cái sự chuyển giao đến từ phía của vườn trên nó cũng không bất cứ một cái gì thay đổi cả, cùng chung một mục đích là thắng được như thế thôi. Rõ ràng là lối đánh của Fake vẫn đang cho thấy cái ý đồ rõ ràng của họ là đánh khỏe lên cánh trên với một phong độ đang là cực kỳ tốt đến từ Clear. Chắc chắn sẽ là người được chơi kèo trên ở trong ván thi đấu này với chiếc tướng Na, và đứng giữa sẽ là Corki dành cho Closer, một chiếc tướng rất cơ bản mà thôi. Để xem lần này bên phía của Đông Sim có muốn lấy lại kèo John đối với Corki hay không, khi đó là một kèo mà Closer xử lý rất là tốt ở trong ván đầu tiên. Nếu như không muốn thì vẫn còn đó là Lucian, vẫn còn đó là Tristana, mặc dù nó không còn quá là bá đạo như là phiên bản 14.13 nữa rồi. Nhưng Đông Sim đang muốn ưu tiên cho bộ đội đường dưới của Brom, một kèo khỏe trước đã, và đó là Ashe cộng với Brom, rất nhiều hiệu khống chế. Và đang nhá vào con gì đây? Sako hay là Yorick đây? Yorick lo có mấy cái chiếc lõ, Yorick đi rừng cũng khá thú vị. Chỉ có điều là bây giờ để áp dụng cho một cái ván thi đấu chuyên nghiệp thì nó cũng sẽ tương đối khó. Cho nên chuyển sang một vị tướng khác thì vẫn sẽ ok hơn. Sở trường của Melee vẫn là những vị tướng chống chịu mà thôi, không bất cứ một sự thay đổi nào cả. Và không Kassante thì chuyển sang Odi. Odi trâu hơn tí xíu dựa trên khả năng đi rừng. Nhưng có vẻ như Nông Sim họ vẫn đang cảm giác là có một cái gì đó khó. Họ muốn chuyển cho những đường khác cái tỷ lệ thắng cao hơn bằng cách lấy sớm một Lucian ở khu vực giữa. Còn trong khi đó thì VKPS họ vẫn chưa vội chọn xạ thủ, họ biết là trong giai đoạn này vẫn còn nhiều cái để tính tới, cho nên là bên phía của PS quyết định là chúng tôi sẽ lấy Maokai để có thể phục vụ cho một người đồng đội của mình, là một Corki vẫn đang đảm bảo được tỷ lệ thắng khá cao. Đã cấm đi Sejuani rồi thì một đối trọng còn lại đó là con Maokai, thì bên phía PS sẽ lấy luôn mà thôi. Cấm vận trọng đang là rất tốt đến từ bên phía của PS, họ đang có được tất cả những gì mà mình cần. Một bộ combo combo sẽ là đẹp đến từ Na và Maokai nếu như bên phía của PS tìm ra được những góc giao tranh thuận lợi mà thôi. Để xem ở trong lượt cấm thứ hai này thì bên phía Fake sẽ cấm vào những con bài gì, khả năng cao sẽ là những vị tướng rừng với thiên hướng sức mạnh pháp thuật mà thôi. Zyra đã nằm trong những lượt cấm, nhưng mà Nidalee vẫn còn đó, Lilia thì vẫn có thể dùng được, mặc dù 14.14 là phiên bản mà cô nàng này bị giảm một phần sức mạnh. Bên phía của Nông Sim họ sẽ cấm vào những chất tướng có khả năng phòng ngự của đường dưới. Zik bị loại bỏ đi, Senna vẫn còn đó, để xem bị cấm nốt hay không đây. Nếu như Senna được chọn đến từ bên phía của PS thì họ sẽ đánh nửa cánh trên. Tức là chiến thuật nó cũng rất rõ ràng, và thật ra cơ sở của họ cũng không hề thiếu. Họ đang có được một Na, họ đang có một Corki rồi, nên điều kiện thắng của họ nửa cánh trên đều đang rất khỏe. Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ là ở khu vực đường dưới, PS có được quyền chọn những tướng để mang thương phòng thủ hay không đây. Hiện tại nếu chúng ta nhìn vào màn hình dung không còn Ezreal thì gần như không vị tướng nào thắng nổi cặp này cả. Kể cả cho câu chuyện bây giờ bạn đẩy bất cứ một vị tướng xạ thủ nào ở khu vực đường dưới xuống khu vực đường dưới, ví dụ như Lucian đi, bất chấp như nha, tức là tính tôi là ví dụ đó, thì cũng không thể nào thắng được cặp này, quá kinh. Cho nên có lẽ như bên phía của PS họ sẽ chọn một vị tướng để có thể tạo ra những tình huống giao tranh thuận lợi, chẳng hạn ví dụ như mở từ xa. Nãy giờ chúng ta thấy con Jin vẫn đang là một trong những giá cho họ ra khá to, còn nếu như không thì bạn chuyển sang những vị tướng farm càng trì càng tốt, CV, Jin, Kai'Sa. Để coi quyết định đến từ bên phía sẽ là vị tướng nào ở đây, họ sẽ suy nghĩ rất kỹ. Còn nếu như không sẽ là Sejarakan. Nhưng cuối cùng họ quyết định là chốt Senna, vẫn là một vị tướng đánh thủ và trì rất tốt ở khu vực dưới. Khỏe mà thôi, nếu như bạn lựa chọn Seiya hay là Kai'Sa thì nó sẽ làm một cái... Đúng rồi, tầm bắn rất là yếu so với Ashe bên kia, thì những cấp độ đầu tiên sẽ rất là khổ. Và bạn sẽ bắt buộc phải cấm bước chân thần tốc, cộng thêm cả là hấp thụ sinh mệnh nữa, thì sẽ là điểm ngọc rất là yếu ở trong giai đoạn giao tranh về phía sau. Cho nên thì bên phía của Fix họ đằng nào cũng có cánh trên khỏe thì cứ đánh cánh thủ ở phía dưới cũng được, không sao cả. Senna sẽ chơi chất tướng Senna trong ván thi đấu này và rất là đẹp mà thôi. Bên phía của Fix có thể lắp thêm một chất tướng chống chịu nữa cũng không sao. Trong khi đó thì bên phía của Nông Sim họ sẽ có được sự phục vụ của Ivern trong ván thi đấu này để bổ trợ rất là tốt dành cho Ashe cũng như Lucian. Sẽ là một Ivern cực kỳ khỏe trong giai đoạn đầu của ván thi đấu dựa trên khả năng khống chế và hỗ trợ cho hai xạ thủ được bắn. Nhưng cái quan trọng hết là ở khu vực trên, liệu là họ muốn thêm sát thương hay là họ sẽ muốn vị tướng chống chịu?
họ cảm giác nếu như bây giờ lấy vị tướng chấp chuyện của vườn trên thì đi đường melee chịu không nổi nhiệt. Hồi nãy clear đánh kinh quá, mém thế nữa của pha solo kill trong giai đoạn đầu, và sau đó là cũng cực bài tới với cái pha băng trụ. Từ đó thì clear thắng đường một cách triệt để. Cho nên bây giờ bên phía của Nansen quyết định là chuyển sang một vị tướng Aatrox, nó vẫn sẽ giúp cho anh ta trụ đường khá tốt vườn trên, nhưng nó sẽ có một cái vấn đề khá nặng là đi với lại một Maokai. Nam cũng sẽ gặp khá nhiều sự thú Maokai vị. Senna. Maokai Senna vẫn ok. Thật ra Maokai vẫn là một trong những vị tướng chống chịu khá tốt, và để phục vụ cho câu chuyện mở thì Maokai vẫn mở đẹp không hề kém. Đúng rồi, vì đằng nào thì bên phía của Phi cũng đang hơi thiếu lượng sát thương phép, cho nên họ sẽ cần bổ sung thêm với một bài Brand này. Và tốc độ dọn rừng của Brand sẽ là ổn mà thôi, để có thể đối đầu với Ivern bên phía kia nếu như Sylvie có những tình huống muốn bỏ bãi rừng và tăng can thiệp ra khu vực đứng sớm. Ít nhất là lên khu vực hỗ trợ cho khu vực đứng trên và đứng giữa với những tình huống búp khiên hư hỏng của mình, sẽ khiến cho những tướng trao đổi sát thương đến từ melee cũng như Fisher là tự tin hơn so với Clear và Closer bên phía bên kia. Chất hình của hai bên đều có những ý đồ để xem chúng ta sẽ có được những cái vòng rừng, những cái sự đột biến nào đến từ cả hai không đây. Cả hai đã sẵn sàng bước vào ván thi đấu này, đặc biệt là các thành viên của PS họ sẽ muốn cặp trận đấu này kết thúc với hai điểm trắng. Nên nhớ họ đang là đội có phong độ vô cùng cao, phong độ cao, con người cũng đang càng ngày càng đánh tốt, và chưa kể đến là hiện tại đang có rất nhiều những ngôi sao trẻ tiềm năng cực kỳ tốt để có thể tạo ra được một những nguồn sáng cực kỳ lớn giúp cho PS có thể tiến về phía trước dựa trên những cái tỷ lệ thắng cao của họ. Còn trong quán ông Sim, họ bắt buộc phải thắng trong ván thi đấu này, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng của họ rồi. Nếu như họ thua là coi như xong xuôi, coi như họ lại có thêm một trận thua nữa trong cái chuỗi thành tích khá là bết bát của mình ở trong mùa giải này. Thi đấu vẫn đang chờ để có thể chuẩn bị mà thôi. Thì chúng ta đang rất nóng lòng để có thể đến với ván thi đấu thứ hai để xem Phoenix có thể kết liễu gọn gàng được Đông Sim hay không đây, hay là Đông Sim sẽ vực dậy thêm một lần nữa và tìm lại được những gì họ đã thể hiện trước DRX để đưa ván thi đấu này đến với ván thi đấu thứ ba. Và ván thi đấu thứ ba cuộc xin lỗi là ván thi đấu thứ hai cuộc chạm trán như các thành viên của Đông Sim cũng như là PS đã bắt đầu. Những bước chuyển đầu tiên đến từ Sylvie vẫn là câu chuyện cũ, anh ta đang đi thám thính xem là rừng của đối phương đi đâu, nhưng Raptor vẫn đang thi đấu một cách rất bình tĩnh và đủ sự tiểu xảo để biết được là bản thân của mình sẽ làm sao đó để gây sự khó chịu một tí xíu. Sylvie vẫn đang tiếp tục đi dò thám, nhưng có vẻ như thông tin sẽ không cung cấp nhiều cho lắm, mà anh ta cũng hiểu được một vấn đề, nếu như trong khoảng thời gian đầu tiên mà bị chậm cái nhịp vào để có thể điêu giáo là những con quái rừng thì cũng sẽ rất khó để cho anh ta có được một cái vòng rừng nó sẽ nhanh. Fisher cũng bắt đầu di chuyển vào và cắm một con mắt, liên tục là những tình huống thám thính nhau, liên tục là những tình huống để có thể tạo ra những nguồn sáng nhất định để biết được xem là vùng rừng của đối phương như thế nào. Nhưng có vẻ như anh phía của PS cũng sẽ có được cái con mắt đầu tiên, chỉ có điều là bây giờ chả ai rảnh mà lấy máy quét rồi ra đây cả, lính đã ra rồi. Thế là tương đối muộn nếu như bên phía PS muốn triệt tiêu đi tầm nhìn đến từ Đông Chim, nên họ quyết định là cứ kệ đối phương mà thôi. Và đó nó cũng sẽ tự hết trong khoảng chừng 1 phút 30 giây, không phải vấn đề gì nó quá là đau đầu trên bên phía của Raptor cả, khi anh ta cũng sẽ xuất phát vòng rừng của mình từ dưới đánh lên trên. Trong khi đó thì Sylvie sẽ có vòng rừng từ trên xuống dưới và cũng có thể là tiến sang phần rừng của Phoenix luôn nếu như mà anh ta có được tốc độ đủ an toàn. Còn đường dưới này chắc chắn rồi, cái lợi thế đẩy đường ở trong khoảng chừng cấp đầu tiên sẽ dành cho Nông Sim với sải tay dài của Zigu cũng như sự khó chịu đến từ bài Brom của Google. Đây là thông số về các cái vị tướng đến từ bên phía của Phoenix ở trong ván thi đấu này. Raptor không thực sự thành công lắm với những con bài Brand khi hai ván anh ta mang ra đều là hai ván thua. Hy vọng ván đấu này sẽ có cái sự cải thiện dành cho Fireman trong tay của Raptor. Nhưng đường dưới thì vẫn đang là những cái sự khó chịu đến từ Zigu với những tiếng làm choáng liên tục này. Và Ruro với việc bị rỉa kiểu này thì hơi khó nha. Bắt buộc là bên phía của PS phải đợi cho lính di chuyển vào bên trong rồi đó, chúng ta mới thấy được là bên phía PS thoải mái hơn của vực dưới. Còn trong khi đó thì ở đường giữa, kết cục cũng đang tương tự như vậy nữa. Cánh dưới của Đông Sim đang rất tốt. Một giai đoạn đi đường nó tốt hơn rất nhiều so với ván thi đấu trước đó. Một ván đấu mà mới vào thôi, Zigu quay cái tầm có khoảng nửa cây máu. Bây giờ mọi thứ đang khác hoàn toàn. Ruro là người cùng vấn đề. Khi mà ta đang liên tục cần phải có sự giúp đỡ từ Hena, người sẽ giúp cho khả năng hồi phục của anh ta phát triển trở lại. Còn trong đó Raptor chọn thời điểm lên ăn bãi chim rất tốt luôn. Anh ta canh được đúng cái nhịp con mắt vừa hết là anh ta đã chạy lên được tới bãi chim rồi. Kéo bãi chim ra một cách tương đối là xa, cho nên sẽ không để lộ quá nhiều thông tin cho đối phương. Đối phương cũng chỉ biết rằng là bãi chim đã mất mà thôi, sẽ không biết được là bước di chuyển tiếp theo của Raptor sẽ là hướng tới đâu. Những lúc kiên trụ đang dần dần được bóc tách đến từ bên phía của Đông Sim của đường dưới này, một động thái tốt hơn rất là nhiều so với ván thi đấu đầu tiên. Trong những cái nỗ lực cướp rừng thất bại đến từ bên phía của Đông Sim và chưa thể làm choáng Duro, nhưng cũng để đủ khiến cho anh ta cảm thấy khó thở với cái lượng máu này, nó chỉ luôn luôn ở khoảng chừng 1/3 cây máu mà thôi. Nó cũng sẽ không có sự hỗ trợ nào đến từ Raptor cả khi vòng rừng người ta đang hướng lên trên.
và đang có rất nhiều những cú nháy ping ở đây. Con cua đang có rồi, hai người chơi đang đều muốn hướng tới con cua sông trên này. Mà công nhận cặp này rác thiệt, rất kinh luôn. Ở đằng khác, Raptor đụng độ với lại CV, lượng sát thương phép của Raptor đang tương đối là yếu, còn ngược lại CV đánh thương liên tục và tạo ra những sự khó chịu. Né tốt nha. Chứ kể anh ta có những cái bụi nữa. Anh ta đang bắt đầu điêu với lại con cua và anh ta sẽ thành công mà thôi, quá nhẹ nhàng đơn giản. Khu vực đường dưới thì Duro là người đã bị đánh ngất ngư, cho nên là Henna vẫn có thể lùi về được. Nhưng chắc chắn những gì mà từ nãy giờ bên phía PS đang làm là cố gắng trụ. Thực ra nhìn lượng máu của Zhu tôi cảm giác là trụ tốt á. Tại vì Henna vẫn đang nỗ lực bơm và anh ta cũng không phải là người farm chính. Ngược lại Duro sẽ là người cố gắng farm nhiều nhất có thể. Cho nên nhìn vào những gì mà Henna đang làm được, có thể năng lượng bị mất đi. Nhưng nhất Duro đang đủ máu để có thể tiếp tục farm. Thì đây là một điều kiện cần và đủ để giúp cho FS đang hướng tới một khu vực đường dưới nó hòa hoãn hơn, nó thoải mái hơn. Bạn đang cố gắng để có thể trụ lại khu vực đường này, bởi vì rõ ràng đây là kèo thua rồi. Và con cua ở sông dưới này sẽ cải thiện thêm lượng tầm nhìn là rất tốt để cho FX để chống những tình huống bên phía của Nuxim muốn có những động thái băng trụ với việc đưa cả CV cũng như Fisher xuống. Thì đường giữa thì CV vẫn đang làm rất tốt, mặc dù anh ta không tạo ra được cái chỉ số lính cách biệt so với Closer bên phía kia, nhưng ta liên tục có được cái thế đẩy và mở ra khoảng trống để cho CV cũng như là Google tiến vào phần rừng của đối phương. Raptor có thể gặp hiểm ở đây và CV bắt đầu tới tạo ra những bụi cỏ, bắt đầu gây sự khó chịu. Nhỉ? Ăn được không? Ui vẫn chưa được, đang dư thì bị phá. Cho nên pha này thì CV sẽ bị fail trong việc là cố gắng lấy con cóc. Anh ta đang có những tình huống xâm lăng một cách rất là dứt khoát và anh ta cũng đang tạo ra những sự khó chịu tương đối, khiến cho Raptor phía bên kia chi tiến cũng gặp một số sự khó chịu nhất định. Nhưng có một vấn đề là hiện tại CV anh ta lo cái việc đi cam qua rừng bên kia dữ quá, cho nên bây giờ anh ta đã bị thọt cái bãi quái rừng. Điều này sẽ khiến cho ta bị làm chậm một vài nhịp nhất định. Và biết ở đó những khoảnh khắc ngắn đó có thể cho Raptor tìm được cái địa chỉ để có thể khai thác. Cũng do cả, thực ra chất tướng Ivern thì bạn cũng chỉ cần đặt những cái điểm quái rừng đó và sau đó đi tìm kiếm đối phương mà thôi. Nhưng anh ta cũng không cần gọi là quá chú trọng vào việc là đứng rình với bạn quái vật rừng làm gì cả. Ít nhất là anh ta đã tìm được thông tin về vòng rừng của Raptor rồi. Những con mắt mà nãy giờ CV cắm ra cũng liên tục có được thông tin từ bên phía của Nông Sim để họ có được cái thế đẩy đường an toàn. Ít nhất là không đường giữa. Nãy giờ thì Fisher vẫn đang làm rất tốt. Đường trên thì Bile, anh ta chơi một cái chất tướng yếu hơn một chút xíu so với con Na. Nên mà vẫn giữ được cái lượng farm ngang như thế này là tốt rồi. Không có vấn đề gì cả. Một ván đấu đang là khởi sắc hơn rất nhiều dành cho bên phía con Đông Chim. Nên lên bắn cố rỉa mà thôi. Chắc là muốn lấy lợi thế ở những con sâu đầu tiên. Và lợi thế nó còn nhiều, tại vì bây giờ Closer đang không có thảm lửa. Nó khiến cho cái thế đánh di chuyển nó khu vực này đến từ bên phía của PS cũng sẽ cầm số bước đấu. Một pha đẩy quá ảo. Nhưng Mille vẫn kịp tốc biến để thoát khỏi tình huống W tiếp theo để được clear. Và chính tình huống này sẽ giúp trên phía của PS ít nhất là họ sẽ bù qua sức lại để câu chuyện ở khu vực giữa đang không có thảm lửa. Raptor sẽ bắt đầu chủ động di chuyển vào khu vực bãi sau để có thể khai thác được ba con sâu không đầu tiên của ván thi đấu. Còn trong khi đó thì bên phía ngược lại Nông Sim họ sẽ khai thác ba sẽ là bạn là con rồng ở khu vực nửa cánh dưới. Nó vẫn sẽ là trao đổi. Và ngay lập tức Closer sử dụng tấm thảm tấn công liên tục. Vừa rồi anh ta bị tấn công, bây giờ anh ta tấn công ngược, nhưng anh ta ăn hơi nhiều cái thanh trừng. Cho nên lượng máu của Closer mất cũng đang tương đối nhiều. Như vậy là nỗ lực hỗ trợ đường giữa đến từ Google đã không đem lại được quá nhiều sự hiệu quả. Khi mà những con sâu không nó vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của FX. Và đổi lại thì Nông Sim sẽ là người có được con rồng đầu tiên mà thôi, con rồng gió. Và đảo đường rồi, đến từ bên phía của FX ở đây. Họ đang muốn lấy lại kiểm soát ở khu đường giữa này. Khi mà Closer nãy giờ gặp tương đối nhiều sự khó khăn với những thứ di chuyển ra đến từ Google. Tốc độ ăn không phải là quá nhanh. Và để xem FX sẽ làm gì đây. Chưa có brand cho nên cũng suy nghĩ kỹ cho việc đánh vào Duro. Hình ta đang bị kẹt lại, anh ta sẵn sàng một pha đấm, anh ta đấm được một thành viên về, nhưng đó là Google. Google dựng cái khiên quá hay, cái khiên phải nói là quá đỉnh cao. Tức là Google có thể ngăn cản được khả năng gây sát thương từ xa của Ana và Closer. Raptor đã tới, nhưng đây là 4-3, cơ hội rất lớn cho Nông Sim tìm được thêm ở gục sau khi họ có được con rồng. Rồng bữa nay được ăn, trao đổi liệu có thành công hay không. Đem pha tóc biến thoát khỏi từ đứng liều đó, đó là rồng dành cho phía của Fizz. Họ thành công với câu chuyện đó. Google đang dựng cái tường để có thể cố gắng bỏ chạy. Anh ta quay trở lại hỗ trợ rồi của mình. Siêu viên đang mất tương đối nhiều máu. Henna quy và ngay tức Raptor dứt điểm được thành viên của đối phương. Tới lượt Fixer là phải bỏ chạy. Closer đứng bên trong bụi và bắn liên tục. Fixer đang phải lùi và Raptor vẫn đang tiếp tục tìm địa chỉ để tấn công. Anh ta không có chiêu cuối nhưng anh ta tự tin với W của bản thân mình. Một pha né khá hay của Fixer, nhưng Fix họ lời quá nhiều trong tình huống vừa rồi. Đó là một tình huống mà chưa có chiêu cuối từ siêu vi và rõ ràng là một con Ivern không có được cái lượng sát thương. Thì ăn rồng rất là lâu và nó đủ thời gian để cho bên phía của Fix có thể tới, mặc dù Doro là người đầu tiên nằm xuống rồi. Nhưng khi Raptor tới với cái lượng sát thương lớn của anh ta thì thậm chí bên phía của Nông Sim mất luôn cả rồng. Nó còn nằm ở trang bị. Jiwoo bước ra với cây cung gỗ, Lucian bước ra với cây cung gỗ. Tức là Lucian chỉ có tốc độ, chứ cái sát thương của Fixer sau khi mà anh ta sử dụng hết combo của mình nó gần như vô nghĩa hoàn toàn. Và đòn đánh tay đến từ Fixer nó cũng sẽ tương đối hạn chế. Dựa trên cái cung gỗ đó, sức mạnh của Lucian cũng đã mất được một phần nào đấy. Và chúng ta xem cái R
Mặc dù họ đã cố gắng tách nhoi ra nhưng nó tưng tầm trong khoảng độ 2 đến 3 lần là coi như nhiệm vụ QR đã xong. Và khi nó vẫn còn đang trong cái hiệu ứng của hai lần tưng trước đó, Google ăn thêm một quả E là anh ta bị lan ra ngay lập tức. Cuối cùng thì Google đã báo đồng đội của mình hơi nhiều trong pha xử lý vừa rồi. Phía khu vực đường trên, Miele vẫn thoát đi được. Và phía X họ đang liên tục những pha đánh nó rất là đỉnh cao, nó rất là mạnh mẽ đang lên. Đá bóng tiến không trúng ai cả. Và tôi nghĩ sẽ dừng lại mà thôi khi mà Clear cũng đã về với dạng na tí nị rồi. Ivan cũng đang ở trên này để có thể hỗ trợ cho chóc trong tay của Miele. Sẽ là rất nguy hiểm nếu bên phía của đồng chí muốn băng trụ. Fixer thanh trừng luôn không? Thanh trừng luôn, thanh trừng luôn. Nhưng mà Closer lên được cấp độ lấy đúng máu thôi. Lên cấp độ đúng thời điểm và anh ta có thêm cái giày cho nên nó khiến cho anh ta cũng không bị mất nhiều máu cho lắm. Rất là khó chịu đến từ cái bài Lucian nghèo Cocky này, vì thậm chí Cocky còn lên sớm cái giày thép gai cơ. Và anh ta còn cầm thêm cả một cái hồng ngọc như thế kia thì cái lượng máu sẽ rất nhiều để có thể Lucian chưa hoàn thành xong móc diệt thì hạ gục kia. Và chúng ta vẫn sẽ có một cái kèo gọi là farm ngang ngang ở đường giữa này mà thôi. Còn đường trên này băng trụ lần hai đến từ phía phía X. Miele đang có cái bụi để có thể hỗ trợ. Và với việc không cần băng trụ thì rõ ràng Clear cũng đang có cơ sở rất lớn để tiếp tục nâng tầm kinh tế của bản thân mình lên. Chúng ta đã có được cái lớp thiên thứ hai trong vài thời đó này, một sự áp đảo khá nhiều. Duro khu vực đường dưới thì phải chấp nhận thôi, đi tay ngắn đi tay dài thì nó cũng hơi mệt tí xíu. Dưới Google đang đảm bảo về lượng chỉ số farm, điều này sẽ trên phía con ông Sim có được sự chất lượng dựa trên đòn bắn của Zigu trong khoảng thời gian sâu của bán thi đấu. Nhưng nó chỉ có một vấn đề lớn từ nãy giờ mà chúng ta đang thấy nó hiện hữu, đó là nông Sim đường dưới của họ thật ra cũng không phải gọi là thắng triệt để. Cái pha trao đổi vừa rồi nó đủ để giúp trên phía PS tiếp tục có được một khoảng cách tiền mà họ cảm giác họ yên tâm được. Đường dưới không phải là cái đường farm mà lượng tiền ngang như thế này nó không dựa trên cơ sở của vực đường dưới được thì coi như nông Sim đang bị phèo khu vực đường dưới. Rõ ràng là như vậy rồi, cái lượng tiền chênh lệch thậm chí nó còn đang nghiêng về phía của Phoenix cơ, khi mà Raptor là người farm được tốt hơn và anh ta có được một điểm hạ gục trong một ván thi đấu này nữa so với con Ivern bên phía bên kia. Mặt đạn ở đây cũng đã có đến từ con bài này, con bài Brand trong tay của Raptor rồi. Trong đó thì CV vẫn đang rất cố gắng để có thể lên được di chuyển trực tội để có thể khống chế lại cái lượng sát thương quá là lớn của Brand ở hóa thân đầu tiên này. 10 phút đầu tiên chúng ta vẫn chỉ có điểm 2 điểm hạ gục mà thôi, một con rồng cũng như là 3 con sâu hư không dành cho bên phía của Phoenix. Đã có sâu lượt 2 và bên phía của Nông Sim kéo rất nhiều thành viên lên khu vực này. Giờ một vấn đề lớn của Nông Sim là sát thương phép của họ đang gặp vấn đề, còn ngược lại mặt nạ đã có từ người Raptor. Nó khiến cho bên phía của VS ở trong giai đoạn hiện tại đang tự tin rằng bây giờ giao tranh kiểu gì thì cái lượng sát thương thứ ba họ dồn vào nó cũng có cả. Một sự nhuần nhuyễn kết hợp giữa phép và vật lý đến từ VS quá mạnh. Nó khiến cho bên phía của Nông Sim đồng ý là trong giai đoạn hiện tại họ đang có khá nhiều khả năng khống chế, chứ không phải là không, họ đang có đạn băng tiễn, họ đang có những cú băng địa chấn. Nhưng một cái R của Raptor đã giải quyết hết cái khả năng đó, nó giải quyết hết những vấn đề hiện hữu ra trước mặt. Đại băng tiễn ngăn cản khu dịch chuyển xuống khu vực đường dưới để cứu được cái trụ, nhưng mà có vẻ như Fixer cũng không có được cái công trình ở đâu, nó hơi khó. Dudo tới quyết định trả thù, nay thì sử dụng đạn băng tiễn mọi người. Tôi Google đã bị kẹt lại, ta dựng khiêng lên nhưng ta quấy quá, và Miele đang tới để hỗ trợ thêm khả năng khống chế. Dudo sẽ trao đổi mạng và người ăn được mạng là CV. Anh ta nhường mạng cho Jiwu, tôi cảm thấy nó sẽ ngon hơn hai đều, nhưng đáng tiếc là tiền nó rơi vào đúng người khi bên kia Brand ăn được, phía bên này thì CV lại là người ăn. Đúng, nhưng người hưởng lợi nhất ở trong tình huống vừa rồi nó sẽ là Clear cũng như là Fisher, khi hai anh chàng này đều bóc được rất nhiều lớp kiên trụ của đối phương. Nhưng chúng ta vẫn sẽ chưa thể chạm được tới với trụ một tòa bản đồ khi đường trên vẫn còn là hai lớp khiên. Đường dưới cũng sẽ là tương tự, nhưng Phoenix sẽ có được cái sự hỗ trợ nhỉnh hơn đến từ những con sâu hư không. Thì họ đã có được 6 sâu hư không rồi. Con bài na này nó sẽ là một cái vấn đề rất là nan giải cho bên phía của Nông Sim trong khoảng thời gian tiếp theo, để xem nào. Không đứng trong bụi, một tình huống mà Google dịch chuyển hơi hơi một chút xíu, sau đó thì Google cũng bước ra, nó rất là một tình huống bước ra nó cũng rất là ngây ngô mà thôi. Đang nghĩ rằng là Miele ở đằng sau rồi, mình có đủ sự an toàn, nhưng không, sát thương đến từ phía ở thời hiện tại là cực kỳ nhiều, đặc biệt đến từ Brand. Đúng là như vậy, như nói ngay từ thời ban đầu, bây giờ chỉ cần một cái R là giải quyết hết vấn đề. Trong khi đó Nông Sim đội hình này lấy đâu ra người lên đồ kháng phép giờ? Ta nhìn Miele, tại Miele bây giờ anh ta sẽ phải đi đường với Clear trong khoảng thời gian dài. Cho nên cái giày của anh ta lên bắt buộc phải là giày sát thương kháng vật lý. Và tự nhiên hai mẹ hạ gục của Raptor bây giờ lại trở thành điều kiện quá tốt để giúp trên phía PS nghĩ tới chiến thắng trong bản series này. Họ đang có người chơi sát thương phép duy nhất, và người chơi sát thương phép duy nhất đó là người khỏe nhất trong đội hình, thì đồng nghĩa việc Nông Sim sẽ rất khó để giải được bài toán Interpret. Còn phía bên này sau đây, Jiwoo mất rất nhiều máu. Và Closer vừa rồi dùng combo rất hay, khu vực đường trên rõ ràng đang bị đẩy ngược. Miele đã bị kẹt, anh ta không có khả năng lướt nhưng anh ta né bằng cách đi bộ. Và anh ta thành công câu chuyện đó, anh ta ăn phải một quả đá khá đau đớn. Và Clear quyết định lụm đá để có thể chọn thêm lần nữa, cái này không trúng. Miele đã có thể quay trở về với khu vực farm của mình một cách thành công. Còn Closer đã quyết định băng trụ, anh ta đang bị trụ quắn sau khi bị dính đạn băng tiễn, nhưng nó quá gần. Và Closer vẫn khỏe và tóc biến lên combo ngược đến từ Google, nhưng nó không trúng. Tóc biến phản xạ rất hay của Closer. Và thi đấu vẫn đang rất tập trung đến từ người trên đường giữa của Phoenix trong nhịp vừa rồi.
không lấy được điểm hạ gục đến từ Zigu trong dịp đó, nhưng đã vẫn tốc biến được thành công để thoát ra khỏi tình huống mở giao tranh ngược đến từ vị trí Google. Một tình huống mất tốc biến hỗ trợ đổi đường giữa, nhưng thể hiện tại thì mục tiêu lại ở nửa cánh trên và cũng sẽ không có đại băng tiễn ở nhịp giao tranh sứ giả này. Thì không biết rằng bên phía của Nông Chim có muốn tận dụng lợi thế rằng không có tốc biến trên người Gozer để có thể giao tranh hay không đây, khi bên phía những cái xạ thủ chủ lực của Nông Chim vẫn còn đầy đủ tốc biến. Nhưng ở thời hiện tại thì rõ ràng Raptor mới là đối ra sát thương chính của Phoenix, cho nên họ vẫn đang cần phải cẩn thận, không có bất cứ một mảnh kháng phép nào như những gì anh Trung đã chia sẻ, và thậm chí cả một vị tướng chống chịu như là Google cũng phải lên giày bạc để ưu tiên cái khả năng di chuyển và kiểm soát bản đồ bản thân, chứ không có được cái khả năng tiếp cận với cái gì thủy ngân nữa. Cho nên bên phía của Nông Sim vẫn đang rất từ tốn để có thể tiến ra kiểm soát sứ giả. Giày bạc của Google và có một thứ còn bạc hơn nữa là cuộc đời của con Vroom trong ván thi đấu này thật sự. Tức là từ nãy giờ đã cố gắng nỗ lực để che lắm, nhưng cái vấn đề cho cái khiên của Google thật ra nó cũng chỉ là một phần thôi, chứ nó không thể nào chống được hết những thứ còn lại của Raptor. Raptor từ nãy giờ những cú rờ của anh ta, thật ra tôi quên để ý câu chuyện là nếu như Google mà đỡ được cái rờ của Raptor bằng cái khiên á, không biết nó có bị xóa hay không, hay nó vẫn tưng. Nhưng nếu anh ta đỡ được cái nhịp đầu tiên lúc mà khiên chưa bị đứt thì anh ta đỡ được, nhưng mà những cái nhịp sau nếu mà anh ta đỡ thì nó chỉ giảm sát thương mà thôi. Tức là nếu như mà anh ta nhanh thì ok, còn nếu như mà anh ta chậm là coi như xu luôn. Cho nên điều này đang khiến cho Google cũng gặp một số vấn đề về cái vấn đề đấy. Anh ta sẽ cần phải suy nghĩ rất kỹ, và từng pha xử lý của anh ta phải tính tới rất tốt. Từ nãy giờ Google đỡ rất hay, nhưng chỉ có điều là sát thương cái dồn đến từ PS nó nhiều quá, và nó cũng không hẳn vào mình của anh ta nữa, nên nó khiến cho bên phía của PS nó lại thoải mái hơn. Và hãy nhìn, họ có những mục tiêu lớn, họ có toàn bộ những mục tiêu lớn nha. Sâu không, hai con rồng trước đó, và bây giờ họ đang sẵn sàng cho con xích dạy cái nước, đồng nghĩa việc là thế trận này PS kiểm soát, bất chấp cho Nông Sim họ đã bích một đội hình nữa cánh dưới đi đường thẳng rồi. Nghĩ nhất là bên phía của Nông Sim cũng đã có được trụ một toàn bản đồ dành cho vị trí của Fisher, mặc dù nó không còn những lúc kiên trụ nữa. Rõ ràng là họ cần những động thái trao đổi vừa rồi mà thôi, khi mà nếu như đánh lên cánh trên đánh 5 năm chắc chắn rồi sẽ không lại, bởi vì con Brand bây giờ đang là quá khỏe trong tay của Raptor rồi. Và một cái gì chỉ trục tội, tôi nghĩ rằng cũng sẽ không thể nào cứu được đầy đủ đội hình của siêu bên phía Nông Sim lùi về an toàn nếu như họ giao tranh thất bại tại hang sứ giả. Cho nên hãy cứ tản ra và đánh về các cái cánh dành cho vị trí của Fisher, nó sẽ là một vấn đề gì đó nó an toàn và nó dễ vận hành hơn. Nhưng hai rồng đã có cho Phoenix, sứ giả cũng đã có rồi, Nông Sim tôi nghĩ rằng họ không bỏ được thêm quá nhiều tiêu nữa đâu. Nhưng họ sẽ gặp một vấn đề nó còn nặng hơn nữa, họ ở trong tầm của khoảng độ 1 phút sau, nếu như không biến cố thì xảy ra, nếu như họ không lấy được cái tốc biến của Raptor, họ sẽ phải đối đầu với một con Brand đã có trượng. Đúng. Đấy chính là vấn đề lớn của Nông Sim ở trong giai đoạn sau, nó tưng liên tục, nó đốt theo thời gian và cộng kèm thêm hiệu ứng làm chậm, nó khiến cho Nông Sim cái đội hình này họ phải hit được, họ phải hit and run, mà họ bị làm chậm thì làm sao hết nên được. Hãy nhìn cái lượng sát thương Closer, nó ép một đống máu của Fixer, và Fixer mặc dù đã cố gắng sử dụng thanh trừng nhưng nó chả bao nhiêu cả. Chúng ta mới thấy như đó thôi đó nha, nó đã gặp vấn đề lớn. Và đây họ đang muốn tạo điều bất ngờ, họ muốn lấy tóc biến của Raptor hoặc là Closer, họ đang muốn bắt cho bằng được Raptor như được hay không. Đây tóc biến bộ 2, bộ 3 của Miele, ba bộ nó đều không trúng với cái mép, và Miele bây giờ đang phải trả giá, anh ta đã phải nằm xuống. Closer là người có được hạ gục, phía cánh còn lại con Daisy nó không giúp đỡ được gì cả, chi cuối đang được sử dụng, Google đang bị kẹt lại, chàng Google sử dụng khiên và anh ta đang cố gắng lùi ra từ xứ bằng để chấn tung hai người, nhưng Dam Dora để mà đánh tiếp. Hena bị dính hiệu ứng ngay lập tức sử dụng thanh tẩy, và PS tiếp tục thắng lợi trong bao tranh vừa rồi. Ý nhất là bên phía Nông Sim cũng đã làm một điều mà anh Trung mong muốn rồi, đã lấy được tốc biến của Raptor rồi. Nhưng sau đó thì sau đây một pha sử dụng W, cái cột lửa rất kinh dị và đấy, và đẩy được hai thành viên, một người bị dính bên trong tường và đứng khoảng thời gian rất lâu là CV, CV vẫn đang bị kẹt lại và Hena đang bị cố định, nhưng ngay lập tức Tokona là người có được mạng gục. Ai sẽ là người được chọn tiếp theo? Zwu không còn năng lượng để bật cái quy của mình lên. Clear đang tìm kiếm địa chỉ, một pha nhảy vào tấn công rất hay, Nudo lấy được thanh tẩy của anh ta và anh ta đang cần phải lùi một tí xíu. Zwu không còn mẫu, phía khu vực đường giữa Fixer mất trắng cả trụ. Phoenix tiếp tục lời. Lỗ hoàn toàn dành cho bên phía của Nông Sim trong nhịp vừa rồi. Họ thất thế với tướng giao tranh ở khu vực đường trên. Rõ ràng là đã có cái khả năng hồi phục đến từ dây chuyền trục tội, nhưng cái lượng sát thương trả ngược lại đến từ Raptor vẫn là quá kinh khủng. Và ép cho Fixer bắt buộc phải tốc biến rút lui mà thôi. Khi mà Fisher cũng như Sylvie đã rút lui rồi thì Mihile đơn độc ở bên này. Còn tình huống chiều cuối này đến từ Buro nó cũng không mang nhiều ý nghĩa, nên tốc biến chói từ Hena cũng không có nhiều tác dụng, khi mà bên phía của Fox đã đầu tư quá là nhiều tài nguyên ở trong nhịp giao tranh trước đó rồi. Nhưng nhịp giao tranh này làm rất tốt nha, họ phá hủy được công trình. Lúc này cũng là lúc mà Kile có được dạng na khổng lồ. Bên phía của Đông Sim dính rất nhiều sát thương với những tình huống quăng đá liên tục, và Clear tiếp tục lên tiếng với chung quý đẹp nữa. Và lại kỳ này nạn nhân tiếp theo được chọn, kỳ này bên phía của PS và Duro đang mất tương đối nhiều máu. Hãy nhìn cái trường pha lê, cái trường Rila đang làm chậm Mele kìa. Mele đang lách từ từ và anh ta đang phải bỏ chạy, dựa trên cơ sở là đội của ta đang hỗ trợ cho anh ta. Con rồng thì sao? Con rồng đã xuất hiện.
Nhưng với một con Raptor, xin lỗi bạn, là với một con Brand trưởng Valery Lai đang tạo ra quá nhiều những hiệu ứng để có thể làm chậm. Chưa kể đến tầm này đôi khi Raptor không cần tới R, anh ta có cái cột lửa là đủ để khiến cho bên phía của Nong Sim phải lùi. Nhịp tấn công và nhịp tạo ra cái độ dây thun đến từ phía sang rất tốt. Còn trong khi đó thì Nong Sim, để coi là họ có muốn tạo ra một thế vào bên trong khu vực này không, họ sẽ muốn làm câu chuyện đó. Còn trong khi đó bên phía PS, một cảm giác thời điểm này nó tương đối nhạy cảm, nó thể đánh nhau và Raptor. Với nó ngay từ thời điểm đầu, anh ta không có tốc biến cho nên anh ta sẽ đợi từ từ một tí xíu. Ôi, chắc là nhấn con mắt rồi. Nhưng mà không sao cả, Raptor vẫn sẽ có cơ hội. Rồng dành cho bên phía của Nong Sim và họ ngay tức lùi về được thành công. Hình như người lái xe là Hena thì phải. Hena vẫn đang lái, anh ta đang lừa địa chỉ, liệu có tông được ai không đây, vẫn đang lừa người. Vẫn đang không được rồi, tường nó quá dày và Hena không thể nào tông trúng ai cả. Bốn đều dành phía PS và ngược lại Nong Sim có được con rồng. Tình huống giao tranh tốt đấy từ Đông Sim, bởi vì trước đó khi hạ gục được Clear cũng như là Duro khiến cho bên phía Fake không còn người chơi đứng tuyến đầu nữa, và đó lý do vì sao mà họ bắt buộc phải buông bỏ con rồng này mà thôi. Mặc dù lượng sát thương là rất nhiều ở những thành viên còn lại nhưng không có tuyến đầu thì sẽ là rất nguy hiểm. Mile không bị làm chậm, bậc chưa cuối bỏ chạy, một con Aatrox đang tương đối yếu ớt trong khoảng thời gian này khi liên tục bị đối phương đẩy vào trong tư thế khó. Chúng ta xem lại tình huống này, tình huống bậc Clear mở chiêu cuối rất là đẹp, hình như nó trúng 2-3 người gì đó. Rõ ràng là đây là thời điểm mà chưa có nhiều thành viên của Fix lắm, đặc biệt là Raptor thì của chúng 3 thành viên. Sau đó là những cú chặt quá đau đớn đến từ Mihile, và khả năng hồi phục lại đến cái dây chuyền trục tội của CV là quá khó chịu. Cái R của con Na vừa rồi anh biết thiếu cái gì không? Thiếu đúng cái R của Raptor là xong vấn đề luôn đấy. Raptor chưa đến, nó tưng 3 người thì không cần phải bàn tới về mức độ hiệu năng của nó. Nó còn lan liên tục nữa, mà chưa kể đến là cái cột lửa hoặc là cái kỹ năng E của Raptor trong khoảng sâu nữa. Nó cũng đủ để khiến cho 3 thành viên bên kia của Nong Sim sẽ phải thất bại ở tình huống cố gắng nỗ lực chủ động của bản thân mình. Và đồng ý là bên phía của Nong Sim họ vừa có được con rồng, đồng ý là họ vừa gửi được một lượng tiền khá khá. Nhưng nhìn vào những gì PS đang làm được, cơ bản mà nói thì Raptor chưa nằm xuống lần nào, thì đồng nghĩa việc là PS vẫn đang nắm giữ tiền thắng quá cao. Thì chắc anh ta vẫn đang là điểm sáng đến từ bên phía của Fix ở trong ván thi đấu này. Những cái tình huống di chuyển, những tình huống xử lý kỹ năng vẫn đang là tốt đến từ người chơi đi rừng của Fix. Mình cũng bị làm chậm mà thôi, không có vấn đề gì cả. Con Baron đã xuất hiện rồi, và tầm nhìn đang là áp đảo hơn đến từ bên phía của Fix. Và để xem nào, họ vẫn đang còn chỉ còn những con mắt thường trên người của Hena mà thôi. Mắt kiểm soát đã được cắm ra hết rồi, máy quét đang hồi, cho nên chưa phải là có thời gian bên phía Phoenix chú trọng trong việc là triệt tiêu tầm nhìn của Nong Sim. Họ sẽ muốn đẩy đường trước, đặc biệt khu đường trên này. Closer đang chấn giữ, lúc đấy anh ta đã có dịch chuyển gần có rồi, Clear cũng có dịch chuyển, cho nên bên phía Phoenix bắt đầu có động thái của mình. Raptor tóc biến không? Đoán không. Raptor quyết định không tóc biến, người ta biết thời điểm này cũng nhạy cảm lắm. Đúng rồi, sẽ cần phải sử dụng tóc biến cho những dịp nó đặc biệt hơn, chứ tạm thời trong khoảng thời gian này chả có gì để có thể trao đổi cả. Và với việc Raptor đã quay trở lại với tốc biến của mình tầm độ 2 phút sau, để coi là bên phía Nong Sim sẽ giải quyết cái vấn đề của Raptor như thế nào. Nó vẫn khó chứ không phải là không. Khổ. Tại vì bây giờ cái tiếng trước của Nong Sim mà nhảy vào một phát thì bị làm chậm, cứ lết từ từ từ. Và hiệu ứng khống chế của phía Sim thật ra nó cũng không ít. Họ đang có một Clear với một con Na khổng lồ, họ sẽ có thêm Hena trên W và Duro nữa. Nó là có khá nhiều thứ, cho nên nó giúp cho bên phía của PS rất tự tin. Bây giờ ai nhảy vào trước thì xử người đó trước, đơn giản như thế thôi. Chúng ta xem Closer, kể cả đồng đội của anh ta đang rất là tin đại bắn tiện trước người Duro, combo vào người Duro, rất nhiều thứ cho người Duro. Duro quay trở lại với kỹ năng R của mình, có chiêu cuối Hena đã thể hỗ trợ thêm và có lượng giáp ảo giúp cho Duro sống khỏe và ta lùi về được. Mất hết mọi thứ nhưng người cần phải hạ gục vẫn còn sống, thì Nong Sim thất bại thật sự ở trong tình huống xử lý vừa rồi. Và thậm chí Duro cũng có dịch chuyển cơ, cho nên bên phía Nong Sim không có cách nào để áp lực ra Baron cả. Họ đã đầu tư tới 4 cú chiêu cuối trong tướng vừa rồi, không thu lại được gì cả. Tất cả họ thu lại được đó là cái chiêu cuối đến từ Duro cũng như là Hena mà thôi, cộng thêm tốc biến của Duro nữa. Thì một tiếng đầu tư chả đổi lại được bất cứ điều gì cả. Và ngược lại họ còn bị mất thế ở ba lần cơ. Bây giờ nhìn phải bến bề rồi. Nhảy lên combo siêu vi tóc biến, bỏ chạy tóc biến dí theo, có đồng đội hỗ trợ Google dựng khiên. Và ngay lập tức anh ta đang kêu gọi thêm vài số hỗ trợ nữa. Có người đã tới đây, Mile. Mile chuyển địa chỉ là Closer. Closer bị kẹt đang bị dính bổ một và ngay lập tức bị chém thương để nằm xuống. Raptor Wii đã làm chậm Mile. Anh ta có thể sẽ là mục tiêu được chọn lên Fixer với cú tanh rừng, nhưng cơ hội tấn công cũng đang tương đối hạn chế. Fixer chuyển sang địa chỉ lên khu vực trên. Trụ một là tiềm năng dành cho Nong Sim khi nó còn quá yếu máu. Và cơ hội cho Fixer có được cái lượng kinh tế tiếp theo, nhưng ta không cần mang tới. Anh ta biết là lính đủ rồi, cho nên ta quyết định là lùi về để tránh trường hợp bỗng nhiên mình bị one shot ở khu vực trên thì nó rất là ổn. Tình huống xử lý nó bị say máu quá đến từ Closer, và anh ta đã phải trả giá bằng tình huống vừa rồi. Điểm nằm xuống cũng như mất đi tốc biến trên người của người chơi đường giữa bên phía của Phoenix mà không đổi lại bất cứ điều gì cả. Một tình huống tấn công có ý đồ, nhưng Google xuất hiện cực kỳ kịp thời với cái tình huống dự kiến đẹp của anh ta, khiến cho cái chiêu cuối bão lửa của đấy Raptor nó không nảy được. Một tình huống dự kiến đẹp, và đó lý do vì sao lượng sát thương thiếu hụt và Google cũng như CB thoát được trong tiếng vừa rồi.
chúng ta cũng đã có câu trả lời một cách rất rõ ràng. Giờ là chỉ chưa rõ là nếu như mà nó là R thì kiểu tưng á, tức là anh ta là người hứng chịu cái R thứ hai á, thì nó sẽ như thế nào thôi. Chứ còn lại rõ ràng Google từ nãy giờ dựng khiên rất trí và rất hay, nó khiến cho những tình huống tấn công đến từ bên phía của phía từ nãy giờ cái cơ sở của họ là có, nhưng Google đủ tỉnh táo để dẹp bớt cái cơ sở đó, giúp cho anh phía Đông Sim vẫn đang có một ván thi đấu mà lượng tiền chả có trên bao nhiêu cả. Nhưng thật ra nếu như Raptor như đó ngay từ thời bắt đầu mở ai cũng được, mở bừa cũng được, và đằng sau là Closer với Kona đang tích rất nhiều stack, người đang bị giữ chân là Google, Google mất quá nhiều máu, sử dụng băng địa chấn melee bị đẩy ra, và Clear đang tới với Kona khổng lồ lấy được tốc biến khá nhiều người, vậy là chưa cuối, vẫn đang là tình huống cố gắng gây sát thương, nhưng Chi Wu bị dính vào hướng của cái cột lửa, anh ta đang cầm lùi melee bộ thì để giờ không trúng ai, Closer vẫn đang gây sát thương, chưa cuối qua Ana dứt điểm đứng xạ thủ một trong hai, và bây giờ chỉ còn nhất một người xạ thủ mà thôi. Melee đã bị dính hiệu ứng khống chế đến từ Senna và anh ta đang bị hiệu ứng tiếp theo là sát thương của Closer dứt điểm được. 7 năm dành cho bên phía của PS và họ sẽ có một đồng khóa kỹ này. Một tình huống 3-0 đến từ bên phía của PX thì họ vẫn còn đầy đủ 5 thành viên ở đây sau một tiếng giao tranh vừa rồi. Những nhịp giao tranh mà họ làm chủ được tình hình, đầu tiên với cái chiêu cuối đẹp đến từ Duro, và một tình huống mà Fisher cố gắng lạng lách để có thể né ra khỏi sát thương thì anh ta bị dính luôn bởi nhịp làm chậm và khống chế đến từ cái cột lửa đó. Và sau đó thì tốc biến vào, chính xác là lao vào đến từ kia và lấy đi tất cả tốc biến đến từ bên phía của Đông Sim mà thôi. Sau đó thì chiêu cuối quá đẹp đến từ Henna. Và chúng ta hãy nhìn Jiwoo thời điểm đó rất tội nha. Tại sao tội? Anh ta bước ra phía bên trên thì anh ta ăn quả cục lửa, anh ta bước vào bên trong cái bụi thì anh ta ăn cái chồi non của con mau cai. Tức là anh ta bị làm chậm, anh ta lết hoàn toàn trong pha đường. Đó là lý do tại sao mà Fixer đã cố gắng bắn, chỉ có điều là anh ta thiếu một người đồng đội uy tín để đủ để gây sát thương cùng với anh ta trong thời điểm đó. Bởi vì Jiwoo bước không nổi, Jiwoo lết tới cái chỗ đó luôn, là chúng ta cũng đã hiểu được là phía sọ giao tranh tinh tế như thế nào trong tình huống rồi. Cái cột lửa của Raptor từ đấy giờ nha, cứ chìm hoặc là anh ta cứ nhắm đúng vào người Jiwoo, và ta thành công khi anh ta cản liên tiếp tầm có khoảng độ 2-3 lần Jiwoo để ngăn cản cái nỗ lực bắn đến từ xạ thủ bên phía của Nam Sim. Thậm chí đó cũng là tình huống mà Google gần như là nằm xuống ngay lập tức trước thềm giao tranh nữa. Cho nên bên phía của Nam Sim không có được một cái dàn chắn nào nó đủ cứng cáp đứng tuyến đầu cả. Một Mihile cũng lên theo thiên đường đấu sĩ mà thôi, anh ta cũng không thể nào đỡ được quá nhiều. Đại bằng tình không được rất nhạy cảm đến từ Closer để phát hiện được ý đồ đến từ phía Nam Sim. Nam Sim thất bại trong tình huống dình dập vừa rồi. Và vẫn đang là một sự khó khăn rất lớn, vẫn đang là những yếu tố cần thiết. Và Raptor vẫn đang là một trong những hiệu ứng rất là kinh dị, nó khiến cho bên phía của Đông Sim vẫn chưa tìm cách nào có thể hóa giải được. Chưa kể đến ở trong khoảng thời gian hiện tại, cái tuyến trước của Đông Sim không đủ cứng, không đủ mạnh mẽ, và đặc biệt là không đủ lực để bổ được vào lượng máu của Raptor ở giai đoạn hiện tại. Raptor lên đồ cũng gọi là để chống Mihile luôn rồi đấy. Mihile bây giờ nhảy vào mà chúng phải một hiệu ứng của Raptor, bạn bị đốt mặt nạ, bị làm chậm, rồi bị xóa luôn cái khả năng hồi phục của bạn nữa thì e rằng rất khó về Mihile. Chưa kể đến cái đồ của Mihile, thật ra đồng ý là meta khoảng thời gian gần đây con Aatrox hồi phục khá tốt, nhưng mà cái đồ melee nó chưa phục vụ tốt hoàn toàn 100% với câu chuyện đó. Anh ta đã có được giáo thiên ly, nhưng cảm giác đối phương đang nhiều đồ hơn thì cái giáo thiên ly nó vẫn chưa đủ đâu, bắt buộc phải có được món trang bị thứ ba để giúp cho khả năng hồi phục đến từ melee nó tốt hơn. Tuy nhiên là phải có thêm cái móng booster up, tôi nghĩ là như vậy, để có được thêm cái lồng giáp ảo cộng thêm lượng khiên được cộng thêm đến từ con bài Ivern trong tay Suvi, thì lúc đó melee mới có khả năng quẩy trong giao tranh được. Chứ ở thời hiện tại ta vẫn đang rất dễ để có thể bốc hơi với cái lượng sát thương đã là cực kỳ khỏe đến từ con bài Brand trong tay của Raptor. Trụ hai đường giữa bị bóc đi, trụ hai đường trên thì hình như cũng vẫn đang còn một cái lượng máu nhỏ nhỏ mà thôi. Tiếp tục là cái câu chuyện đó khi bên phía của PX tận dụng tốt con Baron này, giống như những gì họ làm được ở trong ván thế đầu tiên. Lượng tiền bây giờ nó chỉ khoảng chừng bao play ở khoảng chừng gần 2.200 thôi, không phải là quá lớn. Nhưng tiếp tục là câu chuyện họ đã lấy được rất nhiều thứ từ trước đó rồi. Giao tranh liên tục thành công đến từ PX, và bài toán bây giờ dành cho Đông Sim đang là cực kỳ khó giải. Họ có một Google rất khỏe, chỉ có điều là nếu như mà Raptor quyết định là không rờ vào người Google thì e rằng rất khó để cho anh ta có thể dựng khiên đẹp. Chưa kể đến là Raptor ở trong tầm này thì thời gian hồi chiêu của anh ta cũng sẽ rất nhiều. Cho nên cái việc mà chọn lựa kỹ năng nào để sử dụng đến từ Raptor sẽ kỳ lớn hơn. Anh ta sẽ không cần phải combo hết 3 kỹ năng làm gì hết trơn, rồi anh ta vẫn có thể đợi, hoặc là sử dụng 3 kỹ năng bình thường là ok rồi, không cần phải dùng đến chiêu cuối của mình. À, chúng ta xem cái hiệu ứng đến từ đường pha lê nó vẫn đang gây rất nhiều sự khó dễ, kể cả Jiwoo, kể cả Google hay là ai đó chăng nữa, bị làm chậm, bị mặt nạ đốt cái là bắt buộc phải lùi. Chính hiệu ứng này đang khiến cho bên phía Đông Sim từ nãy giờ họ đang cố gắng co cụm để có thể phòng ngự, nhưng Baron cộng kèm với nguồn sức mạnh đang có đến từ bên phía của PS dựa trên trang bị mà Brand đang có được nữa thì nó lại càng ép bên phía Đông Sim lúc nào cũng vậy, lùi về và chờ đợi cơ hội để tấn công. Nhưng từ nãy giờ lùi về nhiều hơn là so với việc họ chờ đợi. Như tình huống vừa rồi, Đông Sim đã đầu tư rất nhiều thứ để có thể phòng ngự được trụ bảo vệ nhà lính của đường giữa, nhưng họ cũng không làm được nữa. Với sức mạnh đến từ 6 con sâu không thì Closer và Henna đã thành công cho việc lấy đi được công trình này.
chỉ còn chơi chọi lại nhà lính mà thôi. Đây là sẽ tiếp tục là quãng thời gian bên phía của Phoenix không cần phải vội vàng. Họ sẽ đánh chậm lại và đợi tới điểm rồng tiếp theo. Con rồng hóa kỹ để có thể tiến tới linh hồn rồng ở trong ván thi đấu này. Một đội hình thực ra tận dụng cái linh hồn rồng hóa kỹ không phải là quá tốt, nhưng đây là điều kiện, một cái cơ sở để cho bên phía của Đông Chí bắt buộc phải tiến ra và giao tranh bên phía của Phoenix mà thôi. Họ không thể buông bỏ nữa rồi, họ đã buông bỏ quá nhiều thứ, họ cũng đã mất quá nhiều thứ rồi. Cần một tiếng giao tranh mà bên phía của Đông Chí làm được một điều gì đó đột biến thì họ mới có cơ hội, mới có cơ sở để có thể trở lại ván thi đấu này. Giờ chỉ có một cách là bắt lẻ được. Bây giờ họ bắt được Raptor thì hẳn tính tới câu chuyện khác. Tại vì như thế này, nếu như bây giờ họ bắt lẻ được Henna thì ok, coi như là họ có thể xóa bỏ một chiêu của đối phương. Nhưng bởi vì Raptor còn ở đó, nó khiến cho cái việc đứng lại với nhau, xích lại gần nhau để có thể tạo ra cái khả năng sát thương lên một mục tiêu đến từ Nông Sim nó lại khó hơn. Nên Nông Sim sẽ cần phải làm sao bắt được Raptor là coi như thành công. Nhưng chúng ta nhìn CV, CV ăn trộm một combo của Raptor mà chưa có thêm nội tại, nó cũng khiến cho ta mất máu nhiều. Đúng là như vậy, họ đang muốn chuyển sang bắt người, họ đang muốn tấn công liên tiếp vào người của Hana, lấy được chiêu cuối bằng điện chơi ngấm tung Duro, là Duro đã bị kẹt lại. Nhưng Raptor cứ bước tới và hãy nhìn cái trường, nó cứ khiến cho Siwoo không hit and run được. Nó khó thật sự, cái sự khó chịu của Raptor nó vẫn đang tiếp tục tạo ra. Anh ta cứ quy bừa, anh ta cứ e bừa là có trưởng pha lên cái là phía bên Nông Sim họ lại phải lùi. Vừa rồi Duro là một miếng mồi rất ngon rồi, đứng trước mặt lượng máu ít lắm rồi, nhưng chỉ cần bước tới gần nhau hơn, Raptor xài rợn cái là mọi hy vọng nó sẽ tan nát. Cho nên bắt buộc phải là Raptor, không Raptor thì Nông Sim thất bại hoàn toàn trong những tình huống giao tranh. Rất cố gắng đây rồi, bắt lẻ thành công. Dudo đang phải lùi và Closer vẫn đang tiếp tục gây sát thương. Bugger đã không còn cái khiên nữa, bắt đầu cơ hội để cho Raptor sử dụng chỉ năng chiêu cuối của mình. Siwoo đã bị ao giao tranh và Clear đang tới làm chậm dự định mà rằng Fisher đã bị kẹt mất tốc biến rồi bỏ chạy. Closer đã bị dính hiệu ứng làm chậm và giữ chân đến Sylvie. Tiếp tục là con rồng đang được khai thác và Clear sắp sửa của con na khổng lồ đã chuyển sang dạng na khổng lồ rồi. Raptor vẫn đang đứng đợi rất gần để có thể tiếp tục tấn công. Raptor vẫn đang chờ đợi sẵn Closer tới để tấn công đồng người của Miele. Miele đang phải lùi ra, cột lửa vừa rồi nó không làm chậm lại cả kỹ năng quy của Google rồi cũng không có địa chỉ. Miele đang cần phải lùi, rồng vẫn đang trong tư thế cố định. 50-50 là cái thế hiện tại. Còn trong đó Sylvie đã bị tách ra rồi, nó trở thành 60 dành cho Raptor. Raptor sẽ có được con rồng khi bên này Fisher đang tới gần Duro nhưng Duro quá trâu. Google mất cái khiên, Google đã bị chính cột lửa mà ta đã phải nằm xuống mà không cho nó Closer. Sylvie đã phải bỏ chạy, Quy đã trúng nhưng rất đáng tiếc Sylvie bắt buộc phải kêu gọi thêm cả Daisy để hỗ trợ cho anh ta. Mưa máu đến từ Fisher đang mất quá nhiều, rồng hóa kỹ cho FPS cũng kèm thêm một mạng gục. Một pha giao tranh dài hơi đến từ cả hai bên và FPS tiếp tục cho thấy khả năng vận hành của họ là tốt như thế nào khi với những cái dịch chuyển trên người họ sẵn sàng để cho Clear hoặc từ trước đó là Duro là những người đứng tuyến đầu để có thể che chắn được lượng sát thương và sau đó trở về nhà dịch chuyển trở lại giao tranh và đánh nhịp hai. Lúc đó sát thương đến từ bên phía Nông Sim không còn nữa và bắt buộc họ không thể nào tiếp cận được với vào tranh. Và trong những nỗ lực bọc đầu không thành công của Miele, trong những nỗ lực che chắn không tốt đến từ Google thì Google đã phải nằm xuống và ô giờ cho những người đồng đội mình rút lui mà thôi. Dòng hóa kỹ đã có trên phía FX và con bao đời thứ hai này cũng sẽ có luôn dành cho bầy cáo. Chúng ta cũng đang thấy rõ ràng Nông Sim họ đang bị yếu như thế nào ở trong giai đoạn này rồi. Họ cứ thấy ông Brand đứng trước mặt là họ không làm gì được cả. Đó xem này, tách ra, lúc nào cũng phải tách ra, không làm gì được thêm. Zivu phải tách ra, Fixer phải tách ra, và kể cả Google cũng phải tách ra. Họ phải tách ra bởi vì họ biết họ mà đứng gần nhau, bỗng nhiên đâu đang giao tranh giữa trường họ ăn một quả bão lửa thì coi như là đi bù rất cao. Rất khó chịu, tôi thấy rằng đây, Clear anh ta bước lên cao hút rất nhiều sát thương và sau đó biến về, dịch chuyển trở lại ngay lập tức mà thôi. Miele mặc dù có chiều cuối nhưng ta không dám vào, bởi vì luôn luôn có những vị tướng có nhiều không chế cứng đến từ bên phía của Fix đang đứng sẵn và chờ đợi anh ta. Và Google trong một nhịp hỗ trợ cho những người chơi xạ thủ mình rút lui thì anh ta đã phải nằm xuống rồi thôi. Dùng Waki đã có một cách tương đối là đơn giản để cho bên phía của Fix. Tiếp theo là con Baron. Bây giờ họ đang rất cố gắng để tìm kiếm thêm những mục tiêu trước khi hướng tới việc kết thúc bản thi đấu này. Miele cảm giác bây giờ là mình không thể nào đấm vào cái tuyến sâu được với Raptor, với Closer, với Henna. Anh ta bắt buộc phải lên rìu đen. Anh ta bắt buộc phải lên rìu đen để những hiệu ứng của anh ta có thể khiến cho Duro, người chơi tuyến trước của PS, sẽ không có tài nào đủ sức chống chịu trước những nguồn sát thương còn lại từ tuyến sau của Nông Sim. Đây là một ý định khá hay đến từ Miele. Nhưng cái vấn đề tiếp theo mà anh ta sẽ cần phải giải quyết là anh ta có thể bị sốc đam bất cứ lúc nào, bởi vì hiện tại khả năng hồi phục gặp phải cái quỷ thư thì cũng hơi mệt. Và chưa kể đến nha, chúng ta hãy xem đồ đến từ phía của PS kìa. Đây là đồ chống Miele. Đường trên thì có cái xích hóa kỹ. Ở khu vực đường dưới thì đang có được một cái gươm đồ tể. Còn trong khi đó quỷ thư đang có trên người Raptor, tức là những trang bị cần thiết để giảm cái khả năng hồi máu của Miele đã có. Nó khiến cho Miele từ nãy giờ cũng là một trong những cái mém tí nữa thôi, Raptor đã phải nằm ăn trọn thanh trừng và có dây chuyền chuộc tội để hỗ trợ thêm khả năng hồi phục. Raptor đang đứng đợi và có vẻ như lượng máu này của Raptor sẽ cần phải có vài sự hỗ trợ tới Henna.
và thành công với câu chuyện đó, không còn thanh truyền nữa. Cơ hội tấn công với Nông Siêu nó cũng sẽ tương đối bị giảm, và Raptor đang bắt đầu W để có thể đi tìm ra xem có ai đứng gần đó và cần one shot anh ta hay không thôi. Anh ta đã tiếp tục trụ lại ở đây. Con rồng hắc kỵ sẽ hỗ trợ cho Raptor một tí xíu. Còn trong khi đó thì phía bên này Daisy đang bị tấn công liên tục. Và SM Fisher ăn một quả bom đến từ Closer ngay lập tức mất tầm cỡ khoảng gần độ nửa cây máu. Khu vực đường trên Miller đang cố gắng hồi phục như đã nói ngay từ ban đầu. Anh ta đang phải đối đầu với là một cái cư sức hóa kỵ có quá kinh, cho nên Miller từ nãy giờ hồi phục không được bao nhiêu cả, rất khó thì dùng bệ trong trận bàn tiền này. Đại băng tiện trúng lấy thành tẩy, không còn đại băng tiện. Bây giờ là thời điểm rất thích hợp cho Raptor bắt đầu bước vào trong luôn. Không có đại băng tiện, không có đại băng tiện, bây giờ lấy cái gì cản Raptor? Băng địa chấn, bây giờ chỉ một mình cái đăng băng địa chấn là cái duy nhất có thể cản được Raptor. Đây rồi, họ muốn dùng combo người Raptor nhưng Raptor đủ khỏe lùi ra, và hãy nhìn cái hướng làm chậm, nó khiến cho Fixer phải lùi. Cái trường nó quá kinh, đúng là cái trường của con Brand nó vẫn là cái gì đó khác biệt hoàn toàn, nó một đẳng cấp hoàn toàn. Sao nhưng bị tướng tận dụng cái trường đó đã có một cú dịch chuyển từ phía sau đang muốn tấn công. Closer có thể là người được chọn nhưng đã không còn băng địa chấn, khả năng cản bây giờ không còn nữa. Milan đứng từ đằng sau hai trụ về, và chính là mục tiêu đang được chọn. Phía bên này đang nhảy vào người của Jibu. Jibu đang bị chính quá nhiều hướng làm chậm phía cánh còn lại. Milan bổ nhưng không bổ được ai cả, hai mã gục, ba mã gục liên tiếp cộng kèm nhà chính. VS 2-0 trong cặp trận đấu này. Hai ván thi đấu diễn ra với gần như là một kịch bản tương tự mà thôi. Phía làm chủ hoàn toàn trong khu vực rừng, một cặp thi đấu mà Raptor làm cực kỳ tốt vai trò của mình, rồi sau đó với những tướng macro tốt hơn, những tình chuyển hay hơn, những tình huống giao tranh nó đẹp mắt hơn, thì VX giành chiến thắng 2-0 cực kỳ xứng đáng trong cặp thi đấu này. Và xin chúc mừng VX với chiến thắng này. Còn tạm thời chúng tôi sẽ nghỉ phút để chuẩn bị hướng đến cặp trận đấu thứ hai của ngày hôm nay.